Con là bác sĩ Võ Xuân Hưng, bác sĩ chuyên khoa 1 về chẩn đoán nặng và bác sĩ nội tim mạch. Thì trước đây con là nguyên phó trưởng khoa chẩn đoán nặng bệnh viện vùng Tây Nguyên. Rồi hiện tại thì tham gia giảng dạy tại Đại học Tây Nguyên về chuyên ngành chẩn đoán nặng, trường đại học khoa y của Đại học Tây Nguyên. Thì cái cơ duyên mà để con tới với cái thanh lọc khô ở rừng gọi này, để nó hơi dài một chút, nhưng mà con nói sơ về cái tiểu sử lý do tại sao mà mình tới với cái thanh lọc khô của rừng gọi. Thì một cái tình cờ một ngày nọ, ở vào một năm 2012, cuối 2012 á, là đi xét nghiệm toàn thể gia đình, thì thấy đột nhiên mình thấy mình xuất hiện đường máu rất là cao tới 15 chấm, và mỡ máu là không cần nói như cô nói như Đỗ Mai á, là bên chuyên về xét nghiệm á, thì không cần làm định lượng mà chỉ cần quay ly tâm lên là thấy mỡ trong máu của Hưng nó đục luôn, không có lượng huyết thanh rất là rất ít, nó màu trắng đục giống như muỗi á. Thì rất là hoảng, nhưng thì được bác sĩ Tây y là đồng nghiệp của mình, là nội tiết, chuyên về nội tiết, là hướng dẫn là điều trị thuốc uống và insulin. Nhưng mình cảm thấy trong cơ thể của mình tại sao nó được bình thường thế này mà nó không có biểu hiện gì lắm, mà tại sao phải tiêm insulin rồi tỷ nó teo luôn, thì làm sao mà được. Thì mình phải tự nghiên cứu rồi mình tự uống thuốc tây, tự thứ uống thuốc tây được một năm á. Thì trong quá trình uống thuốc tây nó cứ cứ sáng uống á, là trưa có dấu hiệu hạ đường huyết mà tay chân cũng cũng không có làm được. Thì được người bố vợ mới là thôi con về con ăn gạo lứt mẹ đi, là bệnh nó đỡ thôi, tiểu đường nó đỡ. Thì lúc đó là một cái tâm phán xét rất là mạnh, nó là cái này y học hiện đại chiết xuất từng ly từng tí, từng cái phân đoạn của ADN hoặc là một đoạn một cấu trúc của phân tử mà không sao hôm nay mà uống gì, uống ăn gạo lứt mẹ mà hết thì cũng không tin, kể cả đưa đĩa cho mình cũng không xem. Để sau một tình cờ nữa là gặp một người bạn cùng học phổ thông bị hai cái ung thư, mà kêu của hai cái ung thư mà sao bây giờ vẫn sống, tại vì bệnh viện huyết học là một cái bệnh viện Từ Dũ, hai cái nó sát nhau á, là cô đó bị hai cái ung thư, một ung thư của buồng trứng, một ung thư máu, nó kết hợp. Sau khi điều trị ung thư trứng thì xuất hiện ung thư máu luôn, thì cô ta không còn sức để mà gượng nổ nữa vào bệnh viện cho về. Thì lúc đó mới gặp tin con gặp phương pháp thực dưỡng của thầy Thầy Hải Oshawa, là con ăn hết thì bắt đầu mới có niềm tin. Con có niềm tin thì từ đó mới tìm hiểu và vô tận Đồng Nai và chùa Long Hương để tìm hiểu một ngày. Thì cái ngày đó là nhân một cái ngày giỗ tiên sinh Oshawa, thì có rất là người nhiều người về chia sẻ, đặc biệt là các bệnh nhân từ nước ngoài ngoại kiều về có bệnh ung thư và các cái bệnh lý mãn tính không lây á, ví dụ tiểu đường huyết áp rồi suy thận á, là hết. Thì lúc đó con mới về, con tìm hiểu kỹ về phương pháp gạo lứt, thì tiến hành nghiên cứu kỹ khoảng 1 tháng á, hai vợ chồng mới đồng hành ăn gạo lứt. Lúc đó ăn gạo lứt xong á, là trong vòng 10 ngày thôi thì Hân ra xét nghiệm lại là các cái chỉ số đường huyết rồi nó về bình thường hết, và các cái chỉ số mau mỡ máu cũng về bình thường, và sút cân á trong vòng nửa tháng thì sút 20 kg. Hồi đó Hưng đi phát hiện bệnh là lúc khoảng cỡ 66 kg cho đến 70 kg, cân nặng có mấy 61 thôi mà nặng 70 kg, đây nó rất là mập, thì bệnh chuyển rối loạn chuyển hóa rất là nhiều, gan nhiễm mỡ rất là nặng. Thì sau ăn gạo lứt thì nó đỡ, nhưng mà khi ăn xuống sút 20 kg nó gầy quá rồi, bắt đầu mới tìm nhiều phương pháp nó làm sao cho mình thấy cho nó khỏe khỏe, rồi cũng đi khám cho bệnh nhân nhé. Thì mới tìm tới cái phương pháp, nhiều phương pháp rất là nhiều, nhưng mà đương đề cập tới là cái thực dưỡng và dưỡng sinh là một, cái thứ hai là ăn theo của thầy Bigorov mà có quyển sách là 72 giờ chữa tay bệnh tiểu đường hoặc là bệnh tim mạch, rất là nhiều sách có thầy viết. Thứ hai là cha con bác sĩ Campbell của Mỹ. Thứ ba là cái thầy Oshawa, thầy enzyme đó, nhân tố enzyme của sinh gia, của giáo sư tiến sĩ người Mỹ gốc Nhật á. Thì nó rất là nhiều hành trình, đó là hành trình chế độ dinh dưỡng ăn uống, rồi tiếp cái hành trình là mình thấy
nó vẫn còn độc tố trong người, nó vẫn không có khỏi, mà do mình stress căng thẳng mà lúc đó mình không có biết. Rồi đi tìm tới phương pháp thanh lọc cơ thể bằng con đường rau củ quả cũng rất là nhiều, rồi nhịn khô hoặc là nhịn có uống nước, nhịn có uống enzyme, thì cũng trải qua của thầy, của Lương Y Cao Ngọc Lâm, của thầy Phạm Minh Chính, cũng trải qua một đợt rồi, cũng bệnh cũng rất là tốt. Thì mỗi một phương pháp nó có một cái ưu điểm nhất định và nhược điểm thì ít. Nhược điểm lý do là mình chưa áp dụng đúng thôi, chứ không phải là nhược điểm. Thì trong quá trình đi tìm nhiều đường ép nước nữa, nước ép đủ loại, rồi tới nghe phương pháp rừng gọi mà từ bà xã chia sẻ từ cộng đồng của thầy Việt Quân, thì Hưng voi vô liền và tìm hiểu. Khi tìm hiểu, theo đó tìm hiểu cho kỹ, thì mình thấy nó rất là có cơ sở khoa học nên mình mới áp dụng. Mà đặc biệt trong cái thanh lọc khô này, mình thấy hai cái cơ sở khoa học mà đáng tin nhé, mà cũng trên cái nền tảng là sinh lý mà mình học, tức là mọi cái vật thể lạ, rồi vi khuẩn, virus hoặc là tế bào chết trong cơ thể con người của mình là nó đều được thực bào hết bởi cái hệ thống liên võng nội mô và các tế bào bạch cầu. Nói chung mình không nói sâu ở đó, thì là phù hợp. Cái thứ hai nữa là các cái mô thừa, mô mỡ hoặc các cái mô tổ chức trong cơ thể là nó dưới dạng là protein, dưới dạng là các chất hữu cơ. Chất hữu cơ thì nó cũng được phân hủy và chuyển hóa theo các cái chu trình trong chuyển hóa trong cơ thể, mà đặc biệt là khi có đầy đủ oxy thì cái ti thể nó nhân lên tốc độ để nó chuyển hóa các chất thành ATP là năng lượng. Mà khi mình hít đủ oxy vô á, là cái ATP nó tăng lên gấp đôi, gấp ba lần, rồi nó thải ra nước nên mình đi tiểu ra được. Đó là cái về cơ sở khoa học mà các cái chu trình chuyển hóa trong tế bào, trong cơ thể của mình. Thì hai rất là nhiều cái cơ sở khoa học, nhưng mà con sẽ đưa hai cái cơ sở chính đó mà mình có niềm tin để mà mình tham gia vào thanh lọc nhịn khô. Bởi sao trước khi nhịn khô có nhiều người phản ánh là nhịn khô không uống mà mày chết, thì mày chết khô trước chứ lấy đâu ra nữa mà mày đó là cái chia sẻ của nhiều bạn bác sĩ cùng với Hưng á. Đó là cái hành trình để mà mình tới thanh lọc của cơ thể mà mình điều trị bệnh nhân bây giờ là theo phương pháp là thuận theo tự nhiên. Thì đó là một quá trình tại sao mình đến với rừng gọi. Rồi bây giờ là bắt đầu cái trải nghiệm của mình trong 7 ngày nhịn ăn, trong đó có 4 ngày nhịn khô và 3 ngày nhịn ướt. Trong đồng hành cùng với con á, có vợ và hai đứa em, là tổng cộng 4 người. Thì đối với bản thân con á, nói cái đặc điểm chung của tất cả của 4 người đó đều xuất hiện các cái triệu chứng mà khó chịu, giống như là thầy thuật một người khoảng tầm 3 đến 5 triệu chứng giống như trong cái bản mà thầy thuật đã đưa lên trên rừng gọi, thì đều có triệu chứng giống như vậy và áp dụng đúng như cái phương pháp thầy thuật đã hướng dẫn. Ví dụ như là lấy khí hay là lấy nước bọt, rồi công phu làm no, rồi thiền, nói chung rồi nói với chính cơ thể của mình, thì những cái triệu chứng nó sẽ biến mất trong vòng 3 đến 5 phút là hết triệu chứng. Ví dụ như khát nước hay là đói, đó là trong quá, đó là cái đặc điểm chung mà những cái triệu chứng nó xuất, cái triệu chứng nó xuất hiện như vậy, thì mình có những cái phương pháp của rừng gọi đưa thì thấy rất là ok. Thì trong cái đó thì con thấy một cái đặc điểm chung nữa là cái tâm của ai có đủ niềm tin lớn đó, thì những cái triệu chứng đó nó sẽ ít xuất hiện, triệu chứng mà mệt mỏi là ít xuất hiện. Thì bởi vì con đọc kỹ nên là con áp dụng nó đúng, thì con trong trước đây là có những nhiều người nhịn đói, rồi trong 4 người đó thì 2 người nhịn 1 ngày uống nước nhưng mà vẫn sức không có bền bằng con. Con 4 ngày không có mệt gì mấy hết á, thì vẫn có niềm tin và hiểu kỹ, làm kỹ thì nó thấy nó rất là khỏe. Đó là cái thứ nhất. Cái hai về các cái triệu chứng xuất hiện thì nó xuất hiện cũng rất là tình tự, giống như những anh chị khác chia sẻ, các người thương khác chia sẻ, là lúc những ngày đầu mình không uống nước mà vẫn đi tiểu ngày 3 đến 4 lần, giống như là sinh lý bình thường của cơ thể một con người đang sống bình thường, tiểu từ 3 đến 4 lần. Và nước tiểu thì ngày đầu thì nó đậm, nó khai khai, khó chịu. Đến ngày thứ 3 thì nó nhạt và ít có mùi vị. Chứ bước qua ngày thứ 4
Và ngày thứ năm mà có nhỏ nước vô thì nó ra có màu cũng vàng và đục. Rồi có người thì có vị đắng, nhưng mà xả của con là có vị chua, còn nước tiểu của con là có vị đắng. Và đánh tới bây giờ nước tiểu nó mới giảm dần, nhưng vị đắng và chua nó vẫn còn bọt, tức nghĩa là trong quá trình mình ăn ra rất là chậm, mà đúng như phương pháp của thầy dạy thì nó vẫn thải độc chứ không phải là ngưng, chưa ngưng thải độc hoàn toàn. Đó về nước tiểu. Rồi đường tiêu hóa thì ai mà có triệu chứng về bệnh tiêu hóa, như bà xã là có tiêu hóa thì đào thải qua đường đi cầu, phân nó rất là đen, rồi hơi thở rất mùi rất là hôi. Con cũng vậy, hơi thở rất là mùi rất là hôi. Trong 3 ngày đầu thì hơi hôi hơn, nhưng mà ngày thứ tư, ngày thứ năm đây là nó hôi và nó rất là đắng miệng. Đó là các triệu chứng về đường tiêu hóa. Ở với các bệnh lý về gan mạch thì nó thải ra đường đường tiêu hóa thì nó có cảm giác đắng nè, hôi. Rồi những ai mà như bà xã thì có thêm cái trị bệnh về thận á, thì đến ngày thứ tư á, là bà có ở ngày thứ năm á, bà có uống ít nước, gọi là thấm nước á, thì ngày đó bà tiểu ra mà giống như là đi cầu, gọi là nó là cái bực giống như đi cầu, thì bốp nó ra nó giống như là sạn cát, cái cát mịn mịn á. Đó là mà trước đây tiền sử là bà xã, trước đây bệnh tiền sử bà xã là đã từng điều trị sỏi thận một lần rồi, và sau đó nó tạo lại, tức là nó tạo lại. Đó là về thận. Còn con á, thì bệnh gan mật và cái tụy là bệnh do trước đây mình tiểu đường mà, thì nó cũng thải chủ yếu qua đường tiêu hóa, và nó có cái mùi rất là hôi, rất là khó chịu và chua và đắng. Đó là giống như cái dịch độc ở trong gan mật mà nó tiết ra. Đó là cái kết quả. Và thực tiễn đó là cái triệu chứng xuất hiện. Còn cái thực tiễn á, là của con á, là trước khi đi làm và siêu âm á, là gan nhiễm mỡ độ 2. Sau khi thanh lọc 4 ngày khô và 3 ngày ướt, đi ra siêu âm lại thì gan về bình thường trở lại. Bà xã thì bị bệnh tim, tức là có rối loạn nhịp tim mà bên Tây gọi là ngoại tâm tu thất. Thì ngoại tâm tu thất thì ngày thứ nhất không có triệu chứng gì, ngày thứ hai là hơi mệt và con bắt mạch thì thấy có ngoại tâm thu. Qua đến ngày thứ ba vẫn còn ít, ngày thứ tư là hoàn toàn mất cái triệu chứng ngoại tâm thu. Và bằng chứng là đến ngày thứ bảy đã đo điện tim lại là hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện ngoại tâm thu thất nữa. Đó là về triệu chứng về tim của bà xã. Và bà xã cũng bị gan nhiễm mỡ, thì bà xã hồi gan nhiễm mỡ thì nhẹ hơn mùa một thôi, siêu âm về lại thì gần như hết cũng là gan nhiễm mỡ. Đó là những cái triệu chứng mà thực tế là trước và sau, làm xét nghiệm trước siêu âm rồi sau thanh lọc và mình siêu âm trở lại. Đó là những cái kết quả mà trải nghiệm ghi nhận được. Anh gái. Về tổng quan sức khỏe của hai vợ chồng á, thì các cái dấu hiệu sinh tồn rất là ổn định, tức là mạch nhiệt huyết áp không có vấn đề gì, chỉ có hơi lâu lâu ù tai thôi. Đó là của con và bà xã đã ghi nhận bằng hình ảnh thực là gì, siêu âm và xét nghiệm. Còn đối với em gái, nó có một cái vi diệu thế này, tại vì con làm bác sĩ chuyên về chẩn đoán hình ảnh, là chẩn đoán cho tất cả các bác sĩ, gần như các bác sĩ mà điều trị ung thư đều qua của cái khoa của con, và con là người chính trong đó, là cái đọc phim như người ta. Nhưng đứa em nó bị u xơ tử cung. U xơ tử cung là một loại u lành tính trong tử cung, nhưng mà nó tăng, em bé nó tăng rất là to. Trong vòng 3 ngày đầu á là cái u nó xẹp đi, 3 ngày nhiễm khô cái u nó xẹp đi mất hơn 2 phần 3. Mà mình Hai tự nhiên cái ký u á, là trước khi đi thanh lọc này, đi siêu âm á, thì nó dao động, nói chung là đo đi máy thì nó không có chính xác lắm, nhưng mà nó khoảng tầm mà khoảng 1,8 đến 2 kg thôi. Và cái khối rất là nhiều nhân sơ. Nhân sơ lớn nhất là 110 mm. Đó là cái nhân sơ lớn nhất của em bé đó. Thì nhưng em bé đó có một cái tiết như thế này, là em gái ơi, đến ngày thứ ba thì cảm đến bước ngoài thứ tư thì cảm thấy cơ thể mình nó đang có vấn đề, là em bé sinh nhân ra và sẽ thanh lọc tiếp những lần sau kế tiếp để cho u nó hết. Nhưng cảm nhận của con là thấy sờ chứ chưa siêu âm lại, nhưng mà thực sự sờ nó nhỏ, cái bụng nó nhỏ xẹp hẳn. Thì các người thương cứ tưởng tượng mà cái u gần 2 kg nằm trong cái bụng, cái vùng tiểu khung mà cô bé rất là mỏng, bụng rất là mỏng, cao 1,6 mà nặng có trước khi ấy là
có 46kg và 4 điện viên kg nữa, thì bụng rất là mỏng, sờ u thấy rất là rõ. Đó là cái kết quả nhận được. Và có người thứ tư nữa là về mặt y học hiện đại của tụi con thì đi kiểm tra hết, không thấy có bệnh tật gì hết. Nhưng khi thanh lọc, biểu hiện thải độc rất là nặng, ví dụ như mùi hơi hơi thở, rồi đi tiểu, rồi ra đi tiểu màu vàng ánh, rồi có mỡ nổi lên trên, rồi đắng. Thì đó là biểu hiện thải độc, cho dù bạn đó là hoàn toàn là khỏe mạnh trước khi đi làm. Nhưng có một điều các bạn đều tin với nhau, trong 4 người đều tin là nhịn khô luôn luôn sống chứ không có chết, nếu mình biết cảm nhận cái cơ thể của mình đúng. Nên luôn luôn mình phải giao tiếp với cơ thể của mình. Nên bạn đó là thấy giao tiếp cơ thể mà không ổn thì bạn đó xin nhân ra. Nhưng mà nhịn khô không bao giờ thiếu nước, đó là một điều mà cũng cảm nhận được trong vấn đề nước. Đó là tình hình, là cái kết quả mà nhận được từ cái thanh lọc khô, thấy nó rất là tuyệt vời. Bởi cái kết quả này là thực chứ không phải là kết quả ảo, tại vì con đã trải nghiệm rất là nhiều phương pháp chứ không phải một phương pháp. Và đợt này con cũng cố gắng con làm cho nó đúng, thì cho đúng cái phương pháp của rừng gọi, thì thấy hiệu quả nó rất là cao. Thì con cũng xin phép chia sẻ lại là những cái phương pháp trước con làm á, thì mình không quan tâm với vấn đề ăn ra, rồi cái căng thẳng mình vẫn cứ tồn động nó nên nó vẫn cứ sinh ra bệnh. Và sau có nhiều bệnh nhân tới đây, bệnh nhân tới với con hàng ngày có khoảng cả 100 bệnh nhân, đúc kết trong khoảng 8 năm mà khi bị bệnh á mà không dùng thuốc á, thì thấy có một cái điều như thế này: tất cả, gần như tất cả từ bệnh ở thân này á đều tâm mình sinh ra là chính, chứ không có nguyên nhân từ tâm sinh ra là chính á. Nên mọi cái là con phải quay đều, phải hướng bệnh nhân quay về tâm hết, thì mới những bệnh nhân đó mới hiệu quả. Còn những bệnh nhân ra con điều trị xong về, ở ra tới nơi là hết bệnh, mà về tới nhà là bệnh trở lại. Đó là những người đó tìm hiểu là toàn là những người là rối loạn về tâm là chính. Đó là vấn đề trải nghiệm chia sẻ, mà cái ý nghĩa của rừng gọi mà con nhận được là học được ở rừng gọi cái thanh lọc ở đây, không những thân mà thanh lọc cả cái tâm. Bởi vì sao? Tới ngày hôm nay á, thực sự con nói chuyện ở đây á, trước khi mà con nói trước một cái đám đông, cho dù đi dạy rất là nhiều rồi, nhưng mà đám đông người lớn á, đặc biệt ở trong này có nhiều vị rất là lớn, vị giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên về thực dưỡng, rồi các vị rất là lớn mà gọi là thiện tâm Bồ Tát ở đây ngồi rất là nhiều. Nên bữa nay con nói như vậy cũng rất là bình tĩnh rồi đó. Nên cái tâm nó bình tĩnh, và đặc biệt là không còn nóng tính, không còn la con, ít la con và không la con nữa trong những ngày gần đây. Đó là nó thay đổi cái tâm của con rất là nhiều. Và cái mà con thấy thế này, thương tự động sau những ngày nhịn ăn á, tự nhiên thương muôn loài rất là nhiều, đặc biệt là thương từ mẹ của thiên nhiên. Nó khác nước, mà chỉ cần hồi xưa là đủ thứ loại nước không thèm, bây giờ chỉ cần thấy một giọt nước trong trên cái lá không là đã coi như giống như ăn một cái sơn hào hải vị rồi đó. Đó là những cảm nhận mà từ cái đáy lòng con nhận được. Thì đó là cái chia sẻ mà con cảm nhận trong quá trình trải nghiệm từ cái thanh lọc khô 4 ngày và ướp 3 ngày, bây giờ đang ăn rai. Và bữa nay á là ngày ăn ra ăn cơm á, lúc là ngày đầu tiên, nhưng mà cảm thấy bây giờ vẫn năng lượng, vẫn cái tràn đầy, ví dụ nói nhiều việc khác hơn khác nước một chút. Đó là cái cảm nhận của con về cái cảm nhận và cái kết quả, đó là cái kết quả đạt được. Còn ở vô trong cái rừng gọi này á, thì con có một cái điều rất là may mắn là được học từ thầy thuật, từ các ban, từ ban tổ chức, từ các thầy cô chuyên gia trong ngành thực dưỡng điều trị không dùng thuốc, học rất là nhiều. Tại vì lâu nay con chỉ biết học tây y thôi, còn bây giờ con học rất là nhiều. Và đặc biệt là cảm ơn các cô chú thực sự có tâm bồ đề, như bác Liêm Chính chẳng hạn,
con nói có nhiều cái con rất là tâm huyết, và đó là cái mà con nhận được từ cái cộng đồng rừng gọi của mình. Và cái mong muốn của con á, thì bây giờ cái đó là con nhận được, thì bây giờ có mong muốn không? Cái con sẽ được đồng hành cùng với rừng gọi, và đồng rừng gọi đã được chấp nhận con rồi, nên con rất là hạnh phúc và rất là biết ơn thầy giáo khóa Thanh Lộc cô của rừng gọi. Và cái thứ hai á, là con muốn cái mong cái rừng gọi của mình á, các cái thông tin như hồi nãy đưa thông tin về hình ảnh như vậy là quá tuyệt vời, và mong là những người tham gia trong rừng gọi, tức là những người thương vào rừng gọi á, cho những cái số liệu rất là chi tiết rõ ràng trước, trong và sau Thanh Lộc khô, để gọi là có một số liệu video rồi nó nói rồi, còn bây giờ tới lúc số liệu viết để rừng gọi có thể là tổng hợp cùng thầy thuật, và con cũng đồng hành với thầy thuật để làm một cái đề tài thì mà mình có thể là ứng dụng vô trong một phần một cái bộ môn nhỏ nào đó của khoa y của các cái trường đại học. Tại vì sao? Thấy cái này nó trị liệu nó hết bệnh mà, thực tiễn là hết bệnh mà, sao lại không đưa vô điều trị? Và phải mạnh dạn nói lên giống như những gì mà thầy thuật đã can, ví dụ như sữa học đường, ví dụ như là rừng Nam Cát Tiên chẳng hạn. Mình cũng mạnh dạn làm giống như vậy, và mình làm với những cái đề tài nghiên cứu cũng giống như thầy sinh gia, thầy cái mẫu của thầy là tới 30.000 ca, mẫu của thầy Campbell thì tới 20.000 ca, tại hai quốc gia rộng lớn là Mỹ và Trung Quốc. Thì mình sẽ có những cái đề tài lớn như vậy, nó sẽ bổ ích cho cái trường đại học y, là cái mong muốn của con. Nhưng muốn để được thành công được như vậy thì không thể thiếu những người đồng, các cái người thương đồng hành cùng với rừng gọi, đặc biệt nữa là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, các nhà khoa học mà đang nghiên cứu, đã có sách và đã nghiên cứu những cái tài liệu trong và ngoài nước nói về vấn đề trị liệu không dùng thuốc, thuận theo tự nhiên. Và đặc biệt là nói như cô Mai nói chia sẻ là cái y học ấy đó, y học thay thế. Dạ, y học thay thế đó thầy. Dạ. Thì cái đó là cái mong muốn của con là như vậy. Thì rất mong các bậc thầy giáo sư tiến sĩ ủng hộ con và rừng gọi để làm đề tài. Đó là cái mong muốn. Và cũng có một cái đề xuất nhỏ, nó cũng gần hết thời gian chia sẻ, thì có một cái đề xuất nhỏ đối với con, để mà khi các người thương muốn vô rừng gọi để mà thanh lọc thân và tâm, tức là nhịn khô như thế này, thì mình hãy đọc kỹ và học kỹ những cái gì mà rừng gọi chia sẻ. Đó là trước khi vô. Thứ hai, trong quá trình thực hiện thì thực hiện đúng và làm đúng, đặc biệt là nghỉ ngơi cả thân và tâm. Chứ nếu mà tâm stress, tại vì con có một số người nhưng mà không tiện chia sẻ, nếu stress kể cả giảm cân nó cũng không giảm, chứ đừng nói là hết bệnh. Tức là stress nó khi mà stress nó tăng tiết rất là nhiều các độc tố, nó làm tổn thương đến cơ thể của mình. Đó là trong. Và không thể nào mà bỏ qua được cái chuyện mà ăn ra. Nên cái ăn ra rất quan trọng. Khi mình ăn sai thì cái phương pháp đó thì thầy thuật và cũng đã nói trong gọi và bên thực dưỡng đã nói rồi. Là khi mình ăn sai thì trong y học thì nó là rối loạn chuyển hóa rất là nặng. Và con cũng đã từng thời bị như vậy. Vợ con cũng bị. Khi thanh lọc của thầy Thích Tâm Thành về ăn ra hơi ẩu thì nó cũng gây rối loạn chuyển hóa nặng thêm. Nên cái gì phải làm đúng, và nguyên tắc là đúng, đủ và đều. Và cái cuối cùng là khi mà mình ăn ra tốt rồi và muốn để cho cái thân này không bị bệnh nữa thì tâm mình phải an, tâm mình an trước đi là thân nó khỏe. Để rồi những cái thói quen, những cái mà không tốt thì mình cứ đưa vào cơ thể mình nữa. Đó là cái chia sẻ của con. Và cuối cùng thì con xin cảm ơn thầy thuật đã là người thành lập nên cái thanh lọc rừng gọi phương pháp nhịn khô này, và cái phương pháp này sẽ được áp dụng rộng rãi
và cảm ơn ban tổ chức rất nhiệt huyết với Rừng Gọi, cảm ơn những người đồng hành cùng với Rừng Gọi, đặc biệt cảm ơn các cái chuyên gia về điều trị thuận theo tự nhiên, không dùng thuốc, hạn chế tối đa không dùng thuốc tây, và tất cả các người thương đồng hành ghi chép đầy đủ. Con xin chân thành biết ơn, và một lần nữa con xin biết ơn cô, các bác, các chú và tất cả các người thương có mặt trong vùng Zoom này ạ. Con thì những cái trải nghiệm thì ông xã con đã nói hết rồi. Con chỉ muốn nói lên cái giá trị con nhận được từ sau cái khóa thanh lọc. Thực ra trong gia đình thì con giống như từ nhỏ giờ cái tính nó lì á. Cho nên là lúc nào cũng muốn trải nghiệm những cái gì đó mới mà không có sợ gì cả. Thì lúc mới bắt đầu từ năm 2016, 2017 á, là con có 2012 á, là con có là cùng ăn gạo lứt muối mè với ông xã con để đồng hành cùng ảnh trị liệu cái bệnh tiểu đường á, thì con có những cái triệu chứng tương tự giống như cái đợt này, đó là cái triệu chứng là ù tai, người gầy, sút cân, da sạm đi. Thì ngày thứ ba rất là mệt, hết ngày thứ bảy rồi thì bắt đầu người khỏe mà leo cầu thang được không biết mệt, nhưng mà có ăn, và lúc đó là có ăn mà nhai một chén cơm như vậy là cả 1 đến 2 tiếng đồng hồ, thì dù gì cũng có cái gì đó trong bụng á, thì cũng đỡ hơn là không có gì. Thì con cũng đã trải nghiệm, thì người thân, những người khác thì cũng thấy rằng là sao mà kỳ dị vậy, phụ nữ thì phải có da có thịt chút cho nó mở màng chứ sao mà nhìn khô đét vậy. Thì cũng thời gian đầu cũng có ăn để đồng hành thôi, chứ con cũng không có những cái bệnh gì nhiều. Nhưng bắt đầu sau đó ăn ra, con không cẩn thận, con có ăn trái cây, ăn xoài, mà nó giống như là cái lòng tham của mình á, tới mùa nó thèm mà không có kìm hãm lại được á. Đúng theo thầy là không có cho ăn ăn từ từ ra, mà mình ăn nhiều và mình ăn không có đúng, thì con ho rất là lâu luôn. Con bị ho phải 4 tháng trời luôn, là con hiểu được cái việc ăn ra nó rất là quan trọng. Nhưng quan trọng là mình có kiềm chế được cái sự thèm thuồng đó không? Tại vì sợ sau gần 2 tháng mà ăn không có trái cây là thấy số 7 là thấy khô khốc và chịu không nổi á, tới khi ăn ra thì vội vàng. Dạ. Rồi tới bước tiếp theo, tới giai đoạn con bước vào những ước của thầy Thái Khắc Lễ, thì con cũng đọc kỹ sách, rồi con cũng nghe hướng dẫn, rồi cũng lại một lần là con cũng cảm thấy là trong quá trình thanh lọc nó rất là tuyệt vời luôn, da nhuận đẹp, người gầy đi, tiêu mỡ rất là nhiều thứ. Nhưng khi quá trình ăn ra, khi mình đi làm cùng đồng nghiệp các kiểu, bạn bè, rồi nó lại không thể nào mà ăn theo phương, tức là giống như thầy Viễn được, giống như cái nghị lực ý chí của con á, nó không được như vậy á, nên con lại ăn bình thường và cũng vẫn có ăn những đồ âm. Do vậy mà con cũng bị rối loạn chuyển hóa một chút vì cái giai đoạn mà mình ăn ra không đúng đó. Nhưng cái giai đoạn nhịn ướt mà của thầy Thái Khắc Lễ đó thì con vật vã lắm. Ban đêm á là không ngủ được và đói liên tục, và con phải xoa bụng rồi đập bụng rồi nằm úp rồi đủ thứ vật vã, mà cứ 1-2 giờ sáng là nó cứ thức trắng luôn. Nhưng cái đợt nhịn khô này, ba triệu chứng đầu thì giống với lại mấy lần trước, là cũng là đắng miệng nè, cũng là khô nước bọt nè, cũng là hơi ù tai, nhưng cái việc vật vã nó không có nhiều, mà nó chỉ có khác biệt hai lần trước, đó là con nói chuyện với bạn cơ thể, con tâm sự với bạn cơ thể, con có xin lỗi bạn cơ thể và con nói trước những cái gì con xin phép là con sẽ nhịn ăn, rồi đau lên là con xin lỗi. Đó, tức là gọi là giao tiếp với bạn cơ thể và hít thở nhiều hơn. Vậy thì từ đây con rút ra được một bài học là nếu các anh chị mà muốn thanh lọc thì trước tiên hãy nghiên cứu thật kỹ, và không phải nghiên cứu chỉ có mỗi cái việc là mình nhịn ăn như thế nào, mà mình nghiên cứu cả cái việc là mình giao tiếp với bạn cơ thể và kể cả là thực hành lòng biết ơn nữa. Dạ, thì nó lúc đó kết hợp nhiều thì đỡ cho mình những cái ngày vật vả. Qua ngày thứ tư rồi thì con thấy người rất là nhẹ trở lại, và
đợt này là con không có mất ngủ, ngủ rất là sâu và ngon luôn. Là con thấy nhịn khô, con chỉ mất ngủ có một đêm là đêm thứ ba, ngày thứ ba đó thôi, là do ngủ sớm quá là dậy sớm thôi, nhưng mà không mệt. Và từ thứ đêm thứ tư, thứ năm, thứ sáu là ngủ tới sáng luôn, chứ không có mất ngủ gì cả, mà thấy rất là nhẹ nhõm. Và thậm chí là ngày trước con nhịn ướt á, mà nhịn tới ngày thứ 11 là con cũng thể đã là kỷ lục lắm rồi. Bây giờ con nhịn 4 ngày khô, 3 ngày ướt mà con thấy khỏe, giống như là nếu con nhịn mãi cũng được vậy á. Tức là nó không có cảm giác đó. Mỗi khi đó là con làm công phu làm no và con giao tiếp với bạn cơ thể và ra đất á, ôm cây nè, nằm xuống đất á, nằm xuống cỏ rồi hít khí thở giống như những cái bài tập của thầy, tự dưng no trở lại. Và thấy người có đầy năng lượng và con cũng có làm việc nữa chứ. Làm việc là không phải là con làm bằng đầu, bằng trí tuệ nhiều. Con làm ví dụ nhổ cỏ hay là làm những cái việc nhẹ nhàng, lau nhà, quét nhà, nấu ăn rồi này kia, chứ còn không có phải nằm im một chỗ. Nhưng mà nếu mà ai mà thanh lọc á, thì con nghĩ rằng là nên dành tâm trí ốp điện thoại hết. Ốp điện thoại, cái gì cần vào Zoom á thì mình mới vào Zoom thôi. Còn mình ốp hết điện thoại để mình tập trung cái đầu óc mình vào thanh lọc tâm á. Con thấy cái khóa này á, là con nhận được là từ cái phần tâm của con á, là con cảm thấy là ngày thứ tư là biết ơn nước và bắt đầu ăn ra một chút gạo lứt đầu tiên á, là con thấy nó ngon, ngon vô cùng tận luôn. Là con biết ơn tất cả những cái thức ăn, những cái cọng, một cọng rau muống, cũng như là trong khi trước đây ăn một nửa đổ một nửa, tức là mình mua về nhiều quá ăn không hết á, là mình bỏ đi. Nhưng bây giờ là con từng cọng rau con cũng thấy thương yêu và con cảm thấy sao mà nó ngon, nó ngọt, mà tới nhai thật là kỹ sau mình ăn mình mới cảm thấy là đây, mình lần đầu tiên mình cảm thấy là hạnh phúc thật sự luôn. Trước đây mình thấy một con cua to hoặc là một cái gì đó mình wow lên xong mình ăn, nhưng không có cảm thấy ngon bằng bây giờ là mình ăn một ít muỗng gạo lứt với lại một cọng rau muống chấm tương thôi mà nó ngon gì đâu luôn. Trưa nay là con cảm nhận được hai vợ chồng mình nói với nhau rằng là trời ơi, như vậy thì cần gì làm cho nhiều anh. Làm ăn vậy là đã là hạnh phúc lắm rồi, cần gì làm cho nhiều. Đó là con thấy là cái phần là cảm nhận được hạnh phúc nơi hiện tại nè. Biết ơn mẹ thiên nhiên, mẹ trái đất, biết ơn nước, biết ơn nguồn oxy, biết ơn những cái nguồn năng lượng trong rau, củ, quả, trong những cái thực phẩm quanh ta. Và từ đó thì con muốn gửi đến cả nhà mình một thông điệp là đợt thanh lọc này không đơn thuần là mình thanh lọc thân, mà mình thanh lọc cả tâm, và mình sống chậm hơn, bớt bon chen hơn, và cảm thấy là tri ân những cái gì mình đang có ở nơi hiện tại. Và khi vào rừng gọi, con cũng mong muốn mọi người đừng có quá kỳ vọng về vấn đề chữa hết bệnh. Tất nhiên nó sẽ hết bệnh, nhưng mà mình cũng đừng có chăm chăm vào cái việc rằng là tôi vào tôi thanh lọc cho hết cái bệnh này bệnh kia. Mình cứ thả lỏng đi và mình cứ an đi rồi tự nó hết, chứ không cần phải là một ngày, hai ngày, ba ngày gì cho nó bay cái này ra, cho nó bay cái kia ra. Tức là mình quá cầu mong cầu á thì nó sẽ không hay bằng là mình cứ thả lỏng tâm trí ra và mình giao tiếp với bạn cơ thể. Nếu mình có lỗi gì thì mình sám hối và mình gửi lời biết ơn với tất cả mọi thứ, thì con nghĩ rằng là cái bệnh đến với mình đó là ở chung với mình cũng được, không sao. Nhưng hết thì cũng tốt, mà không hết thì cũng không sao. Và cứ sống bình an như vậy, miễn sao là chúng ta thấy hạnh phúc là được rồi. Con cũng không có nhất thiết phải là phải nạo hết tất cả mọi thứ bệnh ra khỏi cái cơ thể của con. Tại vì mình lại lối sống của mình không đúng, nó lại quay trở lại thôi. Nếu mà mình làm sao cho cái lối sống của mình từ thay đổi được cái tâm mình, thay đổi lối sống của mình, thì bệnh tự khắc nó lại sẽ lùi dần. Dạ, con xin hết ạ. Con xin cả nhà đã lắng nghe ạ.